Ông chủ Việt Á chi hàng chục tỷ đồng để cảm ơn khi kit test được lưu hành. Thưa quý vị, chiều ngày 3 tháng 1, phiên xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á bước vào phần xét hỏi. Trước khi xét hỏi, hội đồng xét xử yêu cầu cảnh sát cách ly các bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, là người đầu tiên đứng trước bục khai báo để trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo Phan Quốc Việt cho biết vào năm 2007 thành lập công ty Việt Á. Khi thành lập, công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến mua bán, sản xuất sinh phẩm và trang thiết bị y tế. Ngoài công ty Việt Á, Phan Quốc Việt còn thành lập nhiều công ty khác như công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt đều hoạt động trong lĩnh vực y tế. Hầu hết các công ty này do Việt trực tiếp quản lý. Cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2020, bị cáo Trịnh Thanh Hùng gọi điện cho Phan Quốc Việt gợi ý tham gia cùng Học viện Quân y vào đề tài nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19. Khi đó ông Hùng lý giải, việc tham gia đề tài là để chống dịch, cần Việt Á tham gia bởi công ty này đủ điều kiện của Bộ Y tế. Sau đó Việt đồng ý tham gia. Đầu tháng 2 năm 2020, Việt chỉ đạo cấp dưới ra Hà Nội họp về đề tài nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19 do ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Sau cuộc họp này, Việt Á tham gia vào việc nghiên cứu sản xuất 20.000 kit test COVID-19 trong vòng 1 tháng. Tại tòa, Phan Quốc Việt khai khi đó Học viện Quân y chuyển cho công ty Việt Á một số tài liệu, quy trình liên quan đến kit test. Việt Á sau đó dựa vào tài liệu quy trình này để tối ưu, nghiên cứu ra kit test COVID-19. Đến trung tuần tháng 2 năm 2020, Việt Á đã nghiên cứu ra kit test. Sau đó, Phan Quốc Việt cùng cấp dưới mang sản phẩm ra Hà Nội đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để kiểm nghiệm. Cùng thời điểm này, Học viện Quân y cũng nghiên cứu kit test nhưng sản phẩm không tối ưu bằng Việt Á. Việt khai, trong hợp đồng, Việt Á làm nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất 20.000 kit test. Việt Á lấy công 1 tỷ đồng và nguyên liệu tính ra tiền khoảng 8-9 tỷ đồng từ Học viện Quân y để sản xuất số kit test này. Sau khi kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kit test của Việt Á kết quả đạt. Việt khai, do dịch bệnh COVID-19 thời điểm đấy hoàn toàn mới trên thế giới, nên Bộ Y tế yêu cầu Việt Á thực hiện nghiệm thu đề tài giai đoạn 1. Sau đó, Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiệm thu đề tài giai đoạn 1, kết quả đạt. Đến ngày 4 tháng 3, Việt Á được cấp phép lưu hành tạm thời kit test COVID-19 và tới ngày 4 tháng 12 mới được lưu hành chính thức, nhờ các bên tác động để sớm lưu hành kit test. Tổng Giám đốc Công ty Việt Á lý giải, các quy trình cấp phép diễn ra chậm bởi dịch bệnh lần đầu xuất hiện, các bên đều thận trọng và mong muốn sản phẩm phải tốt nhất, tối ưu nhất. Phan Quốc Việt thừa nhận quá trình được cấp phép lưu hành chính thức kit test gặp một số khó khăn. Sau đó, bị cáo nhờ ông Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, tác động với một số bên, nhưng việc không được thông suốt. Ngoài ra, bị cáo Trịnh Thanh Hùng cũng có tác động một số bên để kit test sớm được lưu hành, nhưng việc không nắm rõ kết quả như thế nào. Phan Quốc Việt khai có quen biết với ông Hùng từ năm 2013, quen bị cáo Nguyễn Văn Trịnh và Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh từ năm 2017. Sau khi kit test được lưu hành chính thức và nhận được tiền từ việc bán kit, Việt khai đã đưa tiền cho ông Trịnh Thanh Hùng 2 lần tiền với tổng số là 350.000 đô la Mỹ. Mục đích Việt đưa tiền cho ông Hùng là để cảm ơn, chia sẻ vì ông này nhiệt tình giúp đỡ công ty Việt Á trong thời gian nghiên cứu đề tài. Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn đưa cho bị cáo Nguyễn Văn Trịnh 200.000 đô la Mỹ cũng để cảm ơn chia sẻ vì cũng là người Á Đông. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đưa cho Nguyễn Huỳnh hơn 2 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng tiền mặt vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Việt khai về lý do đưa tiền cho Nguyễn Huỳnh, bị cáo và Nguyễn Huỳnh chơi thân với nhau. Thời điểm đó, Nguyễn Huỳnh chia sẻ về vấn đề tiền bạc để đưa cho ông Long, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, số tiền đưa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh là mượn từ bạn bè. Sau đó, chính Việt từ Sài Gòn mang tiền ra Hà Nội bằng đường hàng không. Phải chấm dứt tình trạng hướng dẫn viên du lịch xuyên tạc lịch sử. Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa phát văn bản ngày 26 tháng 12 yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý và sử dụng hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch. Văn bản này ra đời sau khi một clip vừa lan truyền trên mạng xã hội.
về việc một hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài nói tiếng Hàn Quốc thuyết minh cho một nhóm du khách người Hàn Quốc tại di tích Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt, Lâm Đồng đang gây xôn xao dư luận. Hướng dẫn viên này nói, vua Bảo Đại sống ở châu Âu, mẹ là Hoàng Thị Cúc, cha Bảo Đại sinh được 100 người con, 50 người theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển, người này mở rộng nhiều đất cho Việt Nam. Và theo thừa nhận của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn xảy ra tình trạng sử dụng hướng dẫn viên du lịch chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Một số đơn vị sử dụng hướng dẫn viên là người nước ngoài. Trước hết, đây là một nội dung xuyên tạc trắng trợn về thân thế của vua Bảo Đại. Bởi vua Bảo Đại là con trai duy nhất của vua cha Khải Định, vua Khải Định cũng không hề có 100 người con và cũng không phải là người mở rộng nhiều đất cho Việt Nam. Thứ hai, nói cha Bảo Đại sinh được 100 người con, 50 theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển là một sự xuyên tạc ngây ngô, thiếu hiểu biết cơ bản và buồn cười về lịch sử. Vì ở Việt Nam, trẻ con lên năm cũng đã biết chuyện 50 người con theo mẹ lên núi, 50 theo cha xuống biển là huyền sử về Lạc Long Quân và Âu Cơ từ thuở Hồng Hoang. Thực tế thì việc các hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài và cả trong nước thuyết minh xuyên tạc lịch sử trắng trợn và thô thiển như thế này không phải là chuyện hiếm ở nhiều điểm di tích trên cả nước. Mới nhất hồi tháng 3, tại Đại Nội Huế, một hướng dẫn viên du lịch người Việt đã thuyết minh rằng trong miền Trung và miền Nam, người ta không thờ chuối già hương loại trái dài mà chỉ thờ chuối sứ loại trái ngắn. Và đi cùng với đó là những lời giải thích mang tính xuyên tạc văn hóa triều Nguyễn, xúc phạm các bậc tiền nhân cùng với ngôn từ rất phản cảm. Theo quy định của luật du lịch năm 2017, tại các khu du lịch, điểm du lịch phải có hướng dẫn viên, thuyết minh viên người Việt Nam. Và các hướng dẫn viên du lịch cũng được đào tạo sát hạch rất nghiêm túc trước khi cấp thẻ hành nghề. Tuy nhiên trong thực tế vì rất nhiều lý do, chẳng hạn không có đủ hướng dẫn viên nói tiếng nước ngoài, một số đơn vị lữ hành đã lách luật bằng cách thuê những người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam đi hướng dẫn chui. Trách nhiệm của việc này trước hết thuộc chính quyền các địa phương, sau đó là các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên du lịch. Với bất cứ lý do gì thì tình trạng sử dụng hướng dẫn viên du lịch chui ở các điểm đến như thế này phải được chấn chỉnh, xử lý để chấm dứt. Bởi xuyên tạc lịch sử như thế này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ ở các điểm đến cụ thể mà còn cả với hình ảnh văn hóa lịch sử của đất nước. Thứ trưởng, cục trưởng không được háo danh để người thân lợi dụng trục lợi. Thưa quý vị, nghị định dự kiến áp dụng đối với chức danh công chức lãnh đạo quản lý thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, vụ trưởng, cục trưởng, chánh văn phòng, chánh thanh tra, phó vụ trưởng, phó cục trưởng, phó chánh văn phòng, phó chánh thanh tra, trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục, thuộc cục thuộc bộ. Chức danh công chức lãnh đạo quản lý thuộc tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng và tương đương, vụ trưởng, cục trưởng, chánh văn phòng, chánh thanh tra thuộc tổng cục. Chức danh công chức lãnh đạo quản lý của sở và tương đương, giám đốc sở, chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, chánh văn phòng Ủy ban dân cấp tỉnh, chánh thanh tra tỉnh. Về chính trị tư tưởng, dự thảo nghị định yêu cầu phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước, chấp hành nghiêm sự phân công của cơ quan tổ chức, tuân thủ kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc quy định của Đảng. Công chức lãnh đạo quản lý nêu trên phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có tinh thần cần kiệm, liêm chính, bản thân không tham nhũng, háo danh, cơ hội, vụ lợi. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi, không tham vọng quyền lực, cần cù, chịu khó, nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc, dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn. Ngoài ra, công chức lãnh đạo quản lý cũng phải tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái lợi ích nhóm. Dự thảo nghị định cũng đưa ra nhiều tiêu chuẩn về trình độ quản lý nhà nước, các chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, trình độ ngoại ngữ và năng lực uy tín, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Những cán bộ trên phải có khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể cá nhân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, có thành tích nổi trội, có sản phẩm cụ thể tại vị trí hiện đang công tác, phù hợp với yêu cầu của vị trí lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm. Một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm. Dự thảo đề xuất trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nguồn bên ngoài thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn, đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo quản lý ở vị trí cấp dưới trực tiếp, nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn về kinh nghiệm phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo,
quản lý dự kiến bổ nhiệm, tiêu chuẩn về sản phẩm cụ thể theo yêu cầu ở vị trí đang đảm nhiệm và tiêu chuẩn về thời gian công tác. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí lãnh đạo, quản lý và dự kiến bổ nhiệm. Trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh tương đương hoặc kiêm nhiệm thêm chức vụ khác thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh tương đương hoặc kiêm nhiệm. Ngoài ra, trường hợp đang công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được điều động bổ nhiệm thì không phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định của chức danh bổ nhiệm. Đối với các trường hợp này, phải hoàn thiện tiêu chuẩn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm.